huyện Tiên Lữ là địa phương vẫn cho phép hoạt động dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ. Các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn huyện đã chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Dọc tuyến đường Nội Thị 3, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn. Hầu hết các nhà hàng đều có lượt khách giảm từ 50 đến 60% so với trước kia. Được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ, các nhà hàng đều chấp hành và thực hiện đầy đủ các bước phòng chống dịch bệnh. Ngoài việc tăng cường bán mang về, những khách ăn tại chỗ đều được nhân viên nhắc nhở rửa tay sát khuẩn, được đo thân nhiệt và yêu cầu khai báo y tế đầy đủ để dễ dàng truy vết. Cùng với đó, các nhà hàng cũng hạn chế phục vụ khách hàng ở địa phương khác, không nhận những đoàn khách quá đông, khuyến khích đặt bàn trước, từ đó chuẩn bị các phòng riêng biệt, hạn chế tiếp xúc giữa các khách hàng với nhau cũng như an toàn trong quá trình phục vụ. Tất cả nhân viên nhà hàng phải tiêm 2 mũi vaccine, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Trước khi chế biến phải sát khuẩn tay và đeo khẩu trang. Nếu có biểu hiện mà nghi ngờ là bắt buộc mình phải đi xét nghiệm.